Chào bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với khóa học. Và ở cái video thứ 10 này á thì mình sẽ nói sơ qua về cái cách sử dụng f voice và cũng như là xét nhận đơn hàng và đóng hàng gửi đi như thế nào. Tại vì là có rất là nhiều bạn mới khi mà học mới khi mà học tới khóa học này á thì sẽ không biết cách là xét nhận đơn hay là ghi mã vận đơn hay là mình có nên in cái tem ra hay không hay là shipper có tới nhà lấy hay là mình phải tự điểm hàng ra hay là mình xét nhận với khách hàng như thế nào quan vâng, vâng, vâng. rất là nhiều câu hỏi đằng sau đó thì ở đây mình đặt cái tiêu đề là đường hỗn ngọn khi có đơn hàng thì đặt cái tiêu đề này cho vui thôi chứ uh, mình sẽ nói kỹ hơn về cái vấn đề là xét nhận đơn cũng như là uh, gửi đơn đi thì đầu tiên á, thì mình cũng vào là cái trang sen đỏ của người bán và ở dưới là có cái mục là danh sách đơn hàng ấy thì ở đây sẽ có hai cái khi mà một shop mới á, mình không nói shop cũ nha shop cũ là chắc chắn là nó sẽ không đúng rồi mình đang nói tới shop mới nếu mà một shop mới á, thì mình việc của mình á, là mình phải xác nhận cái đơn hàng đó là người ta có đặt thiệt hay không hay là người ta chỉ là một khách hàng ảo người ta đặt ảo hoặc là đối thủ người ta đặt ảo và vân vân có rất nhiều lý do thì việc đầu tiên của mình á, là ở dưới đây mình lê con chuột lên thì mình sẽ thấy là có những mục như là chi tiết nè còn hàng nè hủy nè hoãn nè hay là gọi xác nhận đơn hàng nè cái gọi xác nhận đơn hàng này thì mình sẽ khuyến khích bạn nên sử dụng cái gọi là gọi đơn hàng gọi bằng f voi thì cái này là xin đỏ sẽ tự động gọi tới cho khách hàng và xác nhận đơn hàng luôn nếu mà khách hàng này xác nhận là ok có đặt hàng thì mình sẽ gửi hàng còn không nếu mà khách hàng không nghe máy hoặc như thế nào đó thì xin đỏ sẽ tự động hủy đơn đó và sẽ không cái liệt vô cái gọi là cái mình tự hủy mình sẽ không bị phạt cái việc này hoặc là một cách đơn giản hơn nữa thì bạn có thể nhắn tin với khách hàng này nhưng mà lúc đầu shop lúc đầu của mình đó, thì mình sẽ không biết được địa chỉ cũng như là số điện thoại của khách hàng thì mình đề xuất hai việc. Một là sử dụng cái tính năng f -Force. Hai là mình sẽ nhắn tin trực tiếp với khách để xác nhận với khách. Tại vì những đơn đầu tiên như mình nói rất là quan trọng nó ảnh hưởng tới shop của mình rồi nó ảnh hưởng tới tâm lý của mình. Nói chung là nó ảnh hưởng tới rất nhiều thứ nên là mình nên check kỹ cái đơn đầu tiên cũng như là những cái đơn mà trong vòng từ 1 cho tới 3 tháng đầu tiên rồi bây giờ thì mình sẽ bấm vào cái chữ là còn hàng. Còn cái mục khoản này có nghĩa là sao? Khi mà bạn không có hàng hoặc là hết hàng hoặc là như thế nào đó thì mình sẽ được khoảng tối đa là khoảng 7 ngày. Thì mình có thể hỏi tới ngày 13. Và mình đi một lý do là bạn ghi cái gì cũng được hết. Ghi là hết hàng hay là uh, chờ nhập hàng cái gì cũng được. Sau đó mình xác nhận là ok. Rồi cái này thì mình sẽ bấm vào chữ còn hàng. Rồi sau khi mà ấn con hàng xong nó thì nó sẽ vào cái mục là chờ lễ hàng Thì bạn có thể tắt cái chức năng là đã in hoặc là chưa in để mình phân loại cái những cái đơn nào mình đã in rồi Và những đơn nào mình chưa in để mình biết là đã gửi hàng hay chưa Rồi bạn ấn vào chi tiết của cái đơn hàng này hoặc là bấm vào cái cái thăng, cái mã đơn hàng của sen đỏ này Rồi ở đây thì nó có rất nhiều thông tin ờ, Từ thông tin là người mua đặt hàng nè Rồi người bán sẽ nhận đơn hàng rồi hàng được chuyển đi Nói chung là nó sẽ hiển thị hết trên này rồi ở đây nó sẽ có cái mã bằng đơn thì cái mã bằng đơn này bạn có thể là bắn in in hóa đơn này ra in hóa đơn này ra rồi ở đây thì sẽ có hai cách sau khi mà bạn đóng gói cái đơn hàng này vào bịch vào hộp hay là vào bất kỳ cái dụng cụ gì đó xong thì mình sẽ có hai cách một là bạn sẽ ghi cái mã đơn hàng này nè bạn sẽ ghi cái mã đơn hàng này lên trên cái hộp hàng với số lượng ít thì mình có thể ghi được nha còn ví dụ như mà nếu mà đơn nhiều thì bắt chắc chắn là bạn sẽ in tại vì là khi mà đơn nhiều thì mình sẽ không thể nào ghi hết được và đôi khi đó là cái việc ghi là bên shipper bên vận chuyển người ta sẽ chết rất là lâu và người ta sẽ bỏ qua những đơn hàng của mình và người ta sẽ đi làm những cái đơn mà có mã phần đơn để người ta quét cái mã vạch cho nó nhanh hơn cũng như là khi mà bạn ghi thì nó sẽ bị dễ bị lộn hơn nhưng mà một nhà bán hàng mới á, thì thứ nhất á, là mình sẽ không có máy in hoặc là nếu mà bạn nào dư giả hoặc là bạn nào có điều kiện hơn một tí á, thì mình sẽ sắm cái máy in và mình in luôn cho nó tiện còn không á, lúc đầu tiên thì mình tốt nhất là mình nên ghi cái mã vận đơn lên trên cái hộp hàng rồi hoặc bạn có thể là bấm chữ in hóa đơn in hóa đơn thì nó sẽ ra một cái đơn hàng như vậy và mình sẽ in nó ra và cắt nó và dán lên trên đơn hàng là xong rồi ở đây nó sẽ có một mục nữa là à, cái vị khách hàng này đã mua 57 đơn hàng cho sen đỏ và hoàn tất 81% phần trăm và đã mua ba đơn hàng ở trên shop của mình và lịch sử mua hàng hoàn tất là trăm 100% wow có rất nhiều khách hàng là mua sản phẩm của mình thì mua tới mười mấy lần và đa số là đều nhận hết tất cả thì đây là một vị khách hàng mà có lịch sử mua tốt ở trên sen đỏ nên là cái khả năng bom rất là thấp đa số là người ta sẽ nhận và mình sẽ chết được là cái người này đã từng mua hàng gì ở trên shop của mình mình bấm vào lại thì sẽ chết được hết mình ghi mẫu phần đơn lên thì shipper sẽ tới nhà của mình lấy hàng gọi điện cho mình và tới nhà của mình lấy hàng còn nếu mà bạn muốn nhanh chóng hơn bạn muốn cái đơn hàng của mình mà tới nhanh tay với khách hàng nhất đó, thì bạn có thể đem ra bưu cục gần với nơi mình sinh sống là ok thì đó là hai cách về cái xác nhận đơn cũng như là cái xác nhận đơn hàng bằng cái dịch vụ là f voice thì cái video của mình tới đây là kết thúc hẹn gặp bạn ở video tiếp theo nha